Dạ em Phúc, nhà lưu trú Thủ Đức, xin kính chào quý khán giả xem video trong ngoài nước, lời chúc sức khỏe, gặp nhiều may mắn cuộc sống. Dạ thì chiều hôm nay em có mặt ở phần mộ của chú nghệ sĩ Vũ Linh đây cô chú. Thì giờ này vẫn còn quý khoa Nam Bộ đến thắp hương. Dạ đây, giờ là vẫn còn khán giả rất là nhiều nha cô chú anh chị. Giờ này cũng chiều rồi mà cô chú anh chị còn đông lắm cô chú. Ở trong mở nhạc to quá nên em bước sang phía bên ngoài một tí với cô chú anh chị. Giờ là có cô chú này mới vừa đi ô tô tới nữa nè cô chú. Chiều phần mộ chú còn rất đông luôn à, có cô mới vừa đến nên. Giờ, giờ gia đình cô là đi ra về nè cô chú. Cô này từ ở thành phố Hồ Chí Minh lên. Giờ cô ra cô về. Đây phần mộ của cô Thanh Kim Huệ nè cô chú. Dạ đây là phần mộ của cô Thanh Kim Huệ nè cô chú anh chị. Là mới vừa được sửa lại làm lại nè. Rất là khang trang nha cô chú. Cặp bên hông phần mộ của chú nghệ sĩ Vũ Linh luôn. Đây là hôm bữa là mới vừa được làm lại đó cô chú anh chị. Còn phần mộ bên đây là nghệ sĩ Tư Còn nè cô chú anh chị. Nghệ sĩ Tư Còn. Nhạc quá đó cô chú nên là em cũng không có quay được nhiều trong phần mộ của chú đó. Cũng mong cô chú anh chị thông cảm giùm em. Quay nhạc thì sợ bị dính bản quyền đó cô chú anh chị. Dạ, bên phần mộ chú nghệ sĩ Vũ Linh đó cô chú. Ở phía trong giờ đang mở nhạc to quá cô chú anh chị. Đôi khi sẽ bị dính bản quyền á. Nên em cũng mới vừa vào thắp chú một nén hương, cũng quay qua xung quanh ngôi mộ chú. Giờ thì em mới vừa bước qua kế bên ngôi mộ của chú đây. Giờ em mời cô chú anh chị cùng theo chân em đi qua bên đền thờ Vua Hùng. Đền thờ Vua Hùng là có thiết kế 3 lầu nha cô chú anh chị. Phía bên ngoài đền thờ Vua Hùng thiết kế theo một cái tượng đá. Nhưng mà phía trong cái tượng đá đó là một cái căn nhà thiết kế 3 lầu để làm đền thờ Vua Hùng Dương. Và trước đối diện với cái ngôi đền thờ Vua Hùng Dương là có một cái ngôi mộ gia tộc thiết kế với một cái ngôi mộ cái không gian rất là rộng, chắc phải là hơn 1.000 m² đó cô chú. Từng cái hoa văn, cái chi tiết nội thất nhìn rất là tỉ mỉ luôn nha cô chú anh chị. Vậy thì bây giờ em mời cô chú anh chị cùng theo chân em để tiến về phía đền thờ Vua Hùng, để vào phía bên trong đền thờ xem ở đền thờ của Vua Hùng có thờ những tượng Vua Hùng rồi những cái thanh gươm để tượng trưng cho những cái thờ mà trước đây về trước đó cô chú. Dạ thì để muốn biết về cái ngôi đền thờ của Vua Hùng ở Ha Viên, Nghĩa Trang, Bình Dương, trong đó là tôn nghiêm và thờ cái thờ và cái nội thất ở đền thờ như thế nào, em mời cô chú anh chị cùng theo chân em. Cái khu này là khu mộ gia tộc, cũng gần ở khu mộ chú nghệ sĩ Vũ Linh luôn đó cô chú. Cái view buổi chiều thì giờ này quay nói chung là nhìn rất là đẹp luôn đó cô chú anh chị. Dạ em mời cô chú anh chị cùng theo chân em ạ. Phía bên trong là có anh chị gái đang lao mộ nè cô chú. Đó, ở đây lúc nào cũng có nhân viên bên hoa viên lao vậy nè. Dạ em mới vừa bên phần mộ của chú nghệ sĩ Vũ Linh thì lúc sáng em mới chia sẻ cái video. Có cô chú anh chị có comment cho em nói là quay lại quay cái khu lăng mộ gia tộc và đền thờ Hùng Vương. Đây là khu lăng mộ gia tộc đây cô chú anh chị. Còn phía bên hông của em đây là đền thờ Hùng Vương đây cô chú. Nè, đền thờ Hùng Vương thì một tí em sẽ mời cô chú anh chị vào phần bên trong. Đây, cái chỗ cha em chỉ nè, là trong đó là một cái nhà là đền thờ Hùng Vương nha cô chú. Tí em mời cô chú anh chị cùng theo chân em để vào là tham quan đền thờ Hùng Vương ạ.
đây. Bước vào phía bên trong phần lăng mộ. Phía trước là có một cái tượng Phật Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát đây cô chú. Nè, trước mặt em. Ngôi mộ trong này là được thiết kế đầy đủ tiện nghi luôn nha cô chú anh chị. Bước ở ngoài cổng vào thì bên tay trái là có một căn nhà thiết kế theo kiến trúc tịnh tâm đây cô chú anh chị. Để vào khi mình vào mình viếng mộ, có cái chỗ ngồi nghỉ, em mời cô chú. Khi bước vào bên trong phần mộ bên tay trái thì sẽ có một căn nhà để nghỉ ngơi, cũng có nhà vệ sinh luôn nha cô chú. Có nhà vệ sinh, rồi có chỗ rửa tay. Nhưng mà đặc biệt cái vị trí nè, trong phần ngôi mộ đó cô chú, là cái chằng ở trên nè, cô chú anh chị nhìn cái chằng ở trên chỗ tay em chỉ. Thiết kế một cái chằng rất là kiến trúc luôn. Ở trên đó cái chằng như là đóng chằng ốp theo hình thiết kế là bằng cái này, em biết bằng cái chất liệu này, nhưng mà nó chiếu như là kim tuyến như cô chú anh chị. Nhìn nói chung là nhìn rất là sang trọng luôn. Đây, cái đá hoa cương này cô chú, đá hoa cương nhìn bóng lắm, mình khi mình quay là nó chá ngược cái lại màn hình nữa. Nè cô chú, cái chằng này em thấy đẹp, có thiết kế đẹp còn hơn những cái đóng chằng mà của chiếc ô tô cao cấp nữa cô chú. Nhìn cái chằng rất là hiện đại luôn. Đây. Bên phía trong thì có xây một cái nhà để ngồi nghỉ bên hông phần mộ. Bước vào là có bên tay phải của mình thì sẽ có những cái câu thơ này cô chú. Đây, có hai cái bàn đá luôn, đá này đá nguyên khối luôn nha cô chú, nhìn rất là đẹp. Xung quanh tường là được đầy đá nguyên khối, những cái bàn đá là đá nguyên khối luôn nè cô chú. Xung quanh tường và quách tường đó cô chú là những cây cột là được ốp đá hoa cương hết luôn nha cô chú, ốp đá hoa cương hết. Cái kiến trúc rất là đẹp luôn. Đây có cái chỗ để rửa tay luôn nè. Để em đứng ra ngoài em quay cái không gian này cô chú xem. Cái này là thiết kế ngôi nhà là xung quanh là bốn hướng là được nhìn ra ngoài hết nha cô chú. Nè, cái vách là để chống, bốn hướng là mình nhìn ra ngoài hết. Đây là bên tay trái, bên tay trái. Còn phía trước giữa sân mặt tiền phía trước, bước vào cổng là có tượng Phật Quan Thế Âm. Thì em mời cô chú anh chị cùng theo chân em đi vào phía bên trong tí nữa thì sẽ có một cái lăng mộ. Có lăng mộ này nhìn nói chung là thiết kế với một cái kiến trúc cổ điển đây cô chú. Đây, nhìn rất là tỉ mỉ luôn nha cô chú, từng cái đường hoa văn, từ cái đường hoa văn này cô chú. Trong cái lăng mộ này chỉ có một ngôi mộ thôi nha cô chú. Nè, cái chỗ tay em chỉ nè, trong cái lăng này chỉ có một ngôi mộ thôi, sẽ có những ngôi mộ xung quanh. Đây em đi chặn vào bên trong. Bên trong thiết kế một cái ngôi mộ nằm ở trên một cái không gian, nhưng mà nhìn giống cái hình thiết kế tương tự như là một cái áo quan vậy đó cô chú. Đây em mời cô chú anh chị. Đây. Phía trước này là một cái bộ bia để là hình của ông bà cô chú đã qua đời. Thì phía sau cái bộ bia này thì là một cái mộ. Em mời cô chú anh chị bước vào phía bên trong. Đây cô chú, đây là ngôi mộ đây. Ngôi mộ thiết kế theo một cái hình như là một chiếc áo quan nha cô chú, không khác chiếc áo quan luôn. Đây là khu mộ gia tộc. Cái chằng bên này là cũng đóng ốp nỉ luôn nè cô chú. Bốn hướng của ngôi mộ là được thiết kế kiến trúc cổ điển, xung quanh là gió luồn vào được hết nha cô chú anh chị. Đây.
em quay một vòng xong rồi em sẽ mời cô chú anh chị cùng theo chân em đi qua bên chỗ đền thờ Hùng Vương. Không gian trong này rộng lắm mấy cô chú. Cái khu mà ngon khu mộ gia tộc này với cái diện tích này rộng chắc em nghĩ là mấy ngàn mét vuông đó cô chú. Cái sân rộng lắm, mấy ngàn mét vuông được thiết kế là bông hoa. Phía trước đó, đặc biệt phía trước tượng Phật Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát có hai chậu lan nhìn rất là đẹp luôn cô chú, hai chậu lan rất là to. Hai chậu lan này to lắm. Đây. Hai chậu lan này. Lan màu vàng nè cô chú. Hai chậu lan nhìn rất là to luôn. Ở trong này ngôi mộ thiết kế như là kiểu một cái sân vườn chứ cô chú. Nhìn rất là ấn tượng là cái ngôi mộ phía bên trong. Chỗ tay em đây mới vừa quay thiết kế cái ngôi mộ với kiến trúc cổ điển. Nhìn rất là đường nét rất là bắt mắt luôn cô chú anh chị. Nhìn như một cái đền thờ vậy đó. Xung quanh ngôi mộ bên đây là có một cái vị trí thờ. Đây là giống như là cái bàn thờ Cửu Huyền vậy đó cô chú anh chị. Cửu Huyền là có hai hình hoa, có hai hoạt bằng đồng. Và phía sau này có một cái tượng làm bằng đá hoa cương mà có mấy cái quả bóng tròn 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 phía trên. Thiết kế cái hình rất là đẹp luôn. Đây cô chú, là chỗ tay em chỉ nè. Đây là cái bàn thờ tổ tiên nha cô chú. Trong ngôi mộ là có làm bàn thờ tổ tiên nè. Đây, có hai hình hạt. Em quay xung quanh nè. Trong này là cái lăng mộ là thiết kế theo kiến trúc cổ điển. Còn xung quanh là nhìn sân vườn thoáng mát. Đây cô chú, bên trong thì có cái nhà để khi mà mình đến thắp hương, gia đình đến thắp hương có cái nhà để ngồi nghỉ. Đây cô chú. Ở trên nhà lợp ngói màu xanh nha cô chú. Còn đây là cái cổng. Cái cổng này là em đứng mặt trong em quay ra nha cô chú. Lúc nãy thì em có quay ở ngoài quay vào rồi. Đây là mặt trong nè. Cái cổng nhìn rất là bắt mắt luôn cô chú anh chị. Cái diện tích ngôi mộ trong này cũng là mấy ngàn mét vuông. Diện tích đất này có mấy ngàn. Đây cũng là gần mộ chú nghệ sĩ Vũ Linh luôn nha cô chú. Cặp bên cái đền thờ Vua Hùng luôn. Bây giờ em mời cô chú anh chị cùng theo chân em đi qua bên phía đền thờ Vua Hùng ạ. Dạ, em giờ là em mới vừa bên lăng mộ gia tộc thì em bước đến phía mặt chính cái đền thờ Vua Hùng đây cô chú. Cái đền thờ Vua Hùng thì cô chú anh chị phía trước mặt em là có hai sư tử. Thì nhìn lên phía trên là có cái hình biểu tượng Vua Hùng được đắp với được những cái tượng đá. Thì cô chú anh chị nhìn nghĩ vào là giả là những mấy cái cây đúng không cô chú? Hoặc là những cái tảng đá. Nhưng mà thực chất trong cái phần mà tượng Vua Hùng đó là có cái nhà lầu nha cô chú anh chị. Và có một cái hàng đường hầm. Thì trong đó là để thờ Vua Hùng. Thì là để xem đi vào phía bên trong. Trong đền thờ Vua Hùng những cái kiến trúc như thế nào. Em mời cô chú anh chị cùng theo chân em đi vào phía bên trong ạ. Đây cô chú. Đó là bước vào trong này là cô chú anh thấy không? Đây có một tầng hầm nha cô chú anh chị. Thì mình bước vào trong xung quanh ở dưới tầng trệt là được thiết kế những cái hồ cá. Hồ cá này là được bao kính giáp vòng luôn nha cô chú anh chị. Bước vào bên tay trái của em cũng có hồ cá, ở bên tay phải của em đi thẳng. Bây giờ là em đi thẳng vào ha cô chú. Đi thẳng vào là có một cái hồ cá thiết kế bằng một cái hình tròn. Ở trong đó thả cá. Cá này là cá thật nha cô chú anh chị. Đây.
Nè, cô chú nhìn thấy cá đang bơi không? Đây, em đang đứng trên tầng trệt, còn ở dưới này hầm nè cô chú. Nè, hầm phía dưới. Chỗ ta em chỉ là ở dưới hầm. Thì ở dưới hầm đó, ở dưới này cũng có cái hồ cá nè, cá đang bơi. Bây giờ thì em mời cô chú anh chị bước qua phía bên tay phải của em. Xung quanh ở dưới tầng trệt được thiết kế một cái ngôi đền thờ, là cái hình này là hình giống như là hình tròn đó cô chú, thiết kế theo một cái hình tròn, và có một cái lối cầu thang. Cái lối cầu thang thì nằm cũng là gần chính giữa cái nhà. Đây, cái lối cầu thang đi lên trên lầu. Thì trên lầu là trên đó là cái nơi để tôn nghiêm thờ vua Hùng. Thì em sẽ chia sẻ phần ở bên dưới tầng trệt. Đây hồ cá ha cô chú. Hồ cá này là phía mặt trong, còn mặt ngoài. Đó, cái hồ này là ra ốp vô tường luôn nha cô chú. Còn đây. À đây nè, như cô chú nhìn cái này. Đây. Cô chú nhìn cái này là mình cứ nghĩ là những cái gốc cây, rễ cây, nhưng mà thật sự đây là cái tượng đá bê tông. Đó cô chú, nè. Cái này nè cô chú, như cái này nè. Những cái hình này nè. Thiết kế vô cô chú ý ngỡ là những gốc cây, nhưng mà đó là cái tượng bê tông. Làm giả như là một cái rễ cây vậy hả cô chú. Đây nè. Cũng như mấy cái cục to to này cũng vậy là ghê. Đây, cái chỗ này anh chỉ đi. Đây cũng là bê tông. Đây nè cô chú, cái này là bê tông á, nhưng mà cô chú anh chị nhìn thấy giống cây không? Nên mình nhìn cái mặt ngoài vào, nhìn y là một cái gốc rễ cây nó đang leo bám lên cái chặng nhà với cô chú. Tất cả chỗ tay em chỉ nè cô chú, đây là bề tảng bê tông đó cô chú. Đây, như cái này nè. Là cô chú anh chị nhìn vào mình cứ ngỡ đây là cái gốc cây, cái cành cây, cái rễ cây, nhưng mà đó là cái tảng bê tông được thiết kế tương tự như một cái cành cây thật vậy đó. Nè, bao phủ cái nhà. Chính giữa nhà với tầng trệt thì là xung quanh là làm hồ cá ốp vô tường ha cô chú. Thiết kế theo một cái hình tròn. Cầu thang lên lầu thì được thiết kế nằm chính giữa. Rồi, bây giờ em quay xong ha cô chú, em mời cô chú lên trên đền thờ. Đó cô chú đây nè. Em quay một vòng nha cô chú. Nè, lúc đầu em chưa bước vào, em chưa chạm tay vào á cô chú, em cứ ngỡ đây là một cái cành cây, một cái rễ cây đeo bám đi theo một cái vách tường đi lên, nhưng mà thật sự đây không phải là một cành cây. Xung quanh cái hình tròn này luôn, đây nè, là hoàn toàn là cái tảng bê tông, rồi sau đó là được kết cấu làm tương tự, mình nhìn vào mình cứ ngỡ là đó là một cái cành cây thôi. Đây cô chú, như cái tay em chạm vào nè, không phải là riêng cây này nha, xung quanh đây luôn cô chú anh chị. Đây, xung quanh luôn đó, mà thiết kế rất là hay, rất là tỉ mỉ. Nó có những cái bắt mắt là chỗ này nè cô chú, cũng như là thiết kế theo kiểu này, cái cành cây này nó sẽ quấn vào đây đó. Nó làm tương tự như là y như một cái cành cây đang leo lên trần nhà luôn ha cô chú đó. Mà làm giáp vòng cái nhà luôn đó. Mặt trước mặt sau vậy là thiết kế giống nhau ha cô chú anh chị. Bên này luôn, đây cái tựa tay em chỉ nè, nhìn rất là bắt mắt. Hôm bữa giờ thì em cũng chưa có chia sẻ cái video về cái đền thờ Hùng Vương ở trên lầu, tại vì hôm bữa em vừa đi đến tầng trệt vừa lên lầu thôi, là hôm đó em like trực tiếp thì lên trên lầu thì không, nó bị mắc mạng 3G đó cô chú. Thì hôm nay em sẽ quay trở lại để em lên em chia sẻ chi tiết hơn. Đây, cô chú anh chị nhìn không nè, nhìn cái này tưởng đâu có rễ cây không mà thật sự đây là tảng đá xung quanh luôn. Dạ, giờ em mời cô chú anh chị đi lên trên lầu, lên trên cái phần trên lầu để em chia sẻ đền thờ của vua Hùng. Bây giờ là em đang ở tầng trệt, em mời cô chú anh chị cùng đi với em cầu thang bộ đây. Cái cầu thang này là thiết kế rất là rộng nha cô chú. Cái chiều rộng của cầu thang này là 1 mét mấy, gần 2 mét chiều rộng. Thiết kế theo kiểu cái cầu thang sắn, nó chứ không phải là đi theo nhịp tam cấp mà như là những cái cầu thang ở nhà mình. Đây là hình sắn, vẫn xây tam cấp nhưng mà sắn đi lên nè cô chú. Rồi, bây giờ là bắt đầu em đi lên đến vị trí lầu 1. Vừa đi bước lên trên cái sàn lầu 1 thì sẽ gặp trước mặt mình đây, em đây là có một cái chuông, chuông đồng đây cô chú. Đây là chuông đồng điêu khắc những cái hoa văn rất là đẹp luôn cô chú ơi. Đây là chuông đồng đây. Bên trên lầu 1 có một cái đền thờ Hùng Vương đây.
Đây cô chú, phía trước đền thờ Hùng Vương thì có hai hạt cũng bằng đồng luôn nha cô chú. Đó. Phía trên là bàn thờ vua Hùng. Phía bên hông bên tay trái của em, ngoài bàn thờ vua Hùng ra thì có thờ những cái thanh gươm kiếm. Đây cô chú, đây những cây thanh gươm kiếm này. Cô chú. Hai bên có thanh gươm kiếm nha cô chú anh chị. Đây thanh gươm kiếm nha cô chú. Trên lầu vẫn thiết kế đền thờ theo một cái hình tròn nha cô chú. Vẫn thiết kế theo cái hình tròn. Đây đền thờ. Giờ em sẽ đặt cái điện thoại đây, em đến em cầu nguyện đền thờ vua Hùng và phù hộ cho quý ông bà cô chú anh chị được luôn được bình an nè. Cầu nguyện cho quý ông bà cô chú được bình an bên gia đình. Và bây giờ là em đang lầu 1, em mời cô chú anh chị cùng em lên trên lầu 2 ạ. Bước qua đây là cầu thang. Cái cầu thang đi lên trên lầu 2 thì sẽ nhỏ hơn. Cái từ ấy từng trệt lên lầu 1 cầu thang rất là to. Lên này cái cầu thang nhỏ hơn. Dạ, em mời cô chú anh chị cùng theo chân em. Lên đây bộ trên này sao thì thấy tối à. Rồi, em bước tới lầu 2 nha cô chú. Trên này tối quá. Trên lầu 1 này thiết kế giống như là một cái vị trí như là cái đường hầm vậy cô chú. Trên lầu 1 thì cũng có một cái bàn thờ. Nhưng mà em không gành đây là thờ ai thì em không thấy hình. Đây em quay một vòng trên lầu 1 cô chú xem. Lầu 1 nhìn rất là tối, thiết kế theo cái hình tròn nha cô chú. Lầu 1. Trên này có lên lầu nữa nè. Trên này còn lầu nữa. Đây giờ em lên lầu 3. Đây lầu 2 rồi, giờ em lên lầu 3 nha cô chú. Đây, cầu thang lên lầu 3 đây. Cái tường nè cô chú. Nhìn cái tường xây nhìn giống như là tuyết vậy đó. Trên này là lầu 3. Lầu 3 trên này cũng là một cái bàn thờ cô chú. Lầu 3 là bàn thờ Phật. Đây cô chú vẫn có trải thảm nè. Lầu 3 là bàn thờ Phật. Thiết kế kiến trúc là cái nhà thiết kế hình tròn nè cô chú. Như cái vách tường nè. Vách tường thiết kế nhìn giống như cái tảng đá vậy đó cô chú. Này. Có một cái lỗ để lấy sáng. Lỗ này là để lấy ánh sáng. Này. Trên này thiết kế nhìn giống như cái tảng đá vậy nha cô chú. Vách tường thiết kế nhìn kiến trúc cổ điển. Thì em cũng chia sẻ từ ở dưới lăng mộ gia tộc và đền thờ Hùng Vương cho lên đến trên lầu. Thì video đến đây. Em xin kết thúc video, xin hẹn gặp lại quý cô chú anh chị vào video clip tiếp theo. Ở đây còn một cái cầu thang đi lên lầu 3 rồi. Cái đây là đi lên, chắc là đi lên trên sân thượng cô chú. Cái này là đi lên, em thử lên thêm tí nữa. Đây lầu 3, giờ là mình lên lầu 4 nè. Đây có 4 lầu nha cô chú.
À, cô chú dưới đất nhìn vào đền thờ đó, là cô chú có nghĩ là chỉ là nó mà cái tế tượng thôi, nhưng mà thật sự đây là cái đền thờ phía trong. À, lên tới đây đóng cửa rồi không có đi được đâu cô chú, thì giờ em đi xuống lên tới đây đóng cửa rồi, trên đóng cửa rồi nè cô chú.